Chào tất cả các bạn, mình đang đi bộ trong khu đô thị mới Cửa Tiền. Thì mình thấy ở đây có một cái căn nhà rất là đẹp, thành ra là mình muốn làm một cái video. Cái khu đô thị mới Cửa Tiền ấy là tập hợp gọi là toàn những người có tiền thôi. Gọi là thứ nhất là dân buôn bán, thứ hai là dân quan chức, nhà giàu. Đây mình thấy cái căn này đẹp này. Đây là cái căn gọi là có thể coi như là một cái dạng biệt thự. Có 1, 2, 3, 3 tầng. Được thiết kế màu trắng, cực kỳ sang trọng. Ở bên ngoài thì trồng cây cảnh, rất là đẹp, cây cảnh. Phía trước nhà thì gọi là phía trên nhà ấy, là nó là được lợp bằng những cái tấm kính, những cái tấm kính, và có những gọi là những cái khung sắt mỹ thuật nhìn rất là đẹp. Nó được xây theo kiểu phương Tây, nhưng mà xây góc cạnh, không quá nhiều chi tiết gọi là trang trí, thành ra nó tối ưu hóa được cái diện tích. Những cái căn nhà mà xây theo hình vuông ấy, xây dây vuông ấy, thì nó sẽ tối ưu hóa được rất nhiều diện tích. Ở đây là cái cảnh của nó này, đẹp chưa? Đường xá ở trong cái khu đô thị mới này là vừa được làm hết và cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng mát. Có rất nhiều cây xanh. Đây là một cái căn nhà khác. Căn nhà này thì được xây theo kiểu Hàn Quốc. Căn này thì xây theo kiểu Hàn Quốc. Nó có 3 tầng và mỗi tầng đều có lan can bằng kính. Đây, nhìn lại nhé. Còn phía trước mặt các bạn ở ngay chính giữa màn hình ấy là tòa A của chung cư Cửa Tiền Home. Đây, các bạn nhìn thấy đẹp không? Xây nhà ống là xây kiểu này này, chứ đừng có xây theo gọi là theo mấy cái kiểu đặc trưng kia quá, nó không đẹp. Xây nhà ống vẫn có thể theo cái kiểu Hàn Quốc được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình sẽ còn quay nhiều clip về nhà cửa nữa.